Xin chào tất cả mọi người. Thực sự là mình rất đen đủi khi mà đã dựng hình xong nhưng mà lại quên ấn camera. Thế đâm ra là mình lại phải dựng hình lại từ đầu. Tuy nhiên thì đây cũng là cách để mình kiểm chứng xem là cách vẽ của mình hướng dẫn các bạn thì có thực hiện được không. Và hy vọng mọi người sẽ không rời mắt khỏi cái đoạn này nhé. Bởi vì chỉ cần thực hiện xong cái bước này là chúng ta sẽ vẽ được nàng tiên cá. Thực sự là rất đơn giản. Trước hết thì như các bạn thấy thì mình vẽ một cái đoạn thẳng như này. Xong sau đó mình sẽ chia đôi ra. Và mỗi cái phần chia đôi mình lại chia 3 thêm lần nữa. Như vậy là nó sẽ thành 6 đoạn. Đối với cái đoạn đầu tiên thì các bạn hãy phác thảo cái đầu. Thì chúng ta sẽ vẽ một cái hình oval như thế kia. Tiếp theo là đến phần thân thì các bạn vẽ như này. Sao cho cái phần mông của nàng tiên cá thì nó sẽ nằm ở cái đoạn thẳng thứ tư. Đó. Xong sau đấy chúng ta sẽ vẽ thành hình cái đuôi này. Điểm cong của cái đuôi ở bên dưới thì nó sẽ nằm ở cái đoạn thứ 5. Đó, như vậy là cái đuôi nó sẽ uốn cong ở cái đoạn này. Các bạn có thể theo dõi rất kỹ trên video. Và tiếp theo là chúng ta đến cái phần của vây ở đuôi. Thì cũng rất đơn giản thôi. Các bạn nhìn mình vẽ vây nó sẽ chia làm hai thùy như thế này. Đó, có hai thùy đuôi như này. Rồi, phần này uốn cong một chút như này. Gần như một đường cong chữ C luôn. Ở đây thì mình sẽ chỉnh sửa một chút cái phần mông này, cho cái mông nó tròn và nó căng hơn một tí. Từ phần đầu nối với phần thân thì chúng ta sẽ vẽ cổ vào như này. Còn đây là tay của nàng tiên cá thì nó sẽ ở đến đoạn này. Đến đoạn thẳng thứ 3 thì là cái khuỷu tay. Nối ra bàn tay thì sẽ đặt ở trên cái phần chân như này. À quên mất phần đuôi. Còn tay bên kia thì nó sẽ bị cái ngực của nàng tiên cá che mất. Ở phần ngực thì các bạn sẽ vẽ như này. Ngực nó sẽ nằm ở cái đoạn thẳng thứ 2 gióng sang. Đó, chúng ta vẽ một cái áo con như này. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần ngực. Tay ở bên kia thì nó sẽ hơi khuất một tí, do đó chúng ta chỉ nhìn thấy cái phần cẳng tay thôi. Đó, cẳng tay nối ra và cùng đặt ở trên đùi. Đấy, tiếp theo ở phần đầu này các bạn sẽ chia cái khuôn mặt ra như này nhé. Chúng ta sẽ vẽ trục mặt và trục mắt để hướng cái khuôn mặt của nàng tiên cá đang nhìn về phía bên phải tay trái của các bạn. Đó, như vậy là chúng ta đã dựng hình xong nàng tiên cá rất nhanh. Tiếp theo là phần tóc thì các bạn sẽ vẽ một cái đường cong này. Đến đoạn này thì các bạn sẽ cong xuống một chút và mái tóc sẽ lượn sóng như một cái sơ đồ hình xin vậy. Nếu đoạn nào cảm thấy khó quá thì các bạn hãy dừng video lại và quan sát nhé. Và vẽ theo thì nó sẽ dễ hơn. Còn phần nửa tóc bên này thì các bạn vẽ nó sẽ mỏng hơn cái nửa tóc bên kia một chút. Đó. Như vậy là chúng ta đã dựng hình xong được cái hình của nàng tiên cá. Các bạn thấy đơn giản không? Làm đến bước này thì thật ra thì đến bây giờ là cũng coi như là xong được một nửa rồi đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái phần vẽ chi tiết. Đầu tiên ở cái bàn tay này thì mình sẽ vẽ rõ ra như này. Đó, mình sẽ vẽ rõ ra thành bàn tay đang nắm vào và đặt ở trên đùi. Phần eo thì sẽ vẽ rõ ra như này. Đó, chúng ta sẽ vẽ thêm rốn này. Còn cái đoạn phần đuôi thì các bạn chỉ cần vẽ nó cong như này thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ thêm một cái vách đá đơn giản nữa đây. Các bạn nhìn thấy mình vẽ vách đá khá là đơn giản. Tiếp theo trên khuôn mặt này thì chúng ta sẽ vẽ thêm mũi này. Mắt này, mắt thì các bạn để to một chút. Đó, để to một chút. Môi thì kiểu đang hé mở. Môi kiểu môi trái tim ấy. Cái phần đấy thì các bạn nên dành nhiều thời gian chút để chỉnh sửa nhé. Bởi vì vẽ khuôn mặt thì nó rất khó. Trong cái phạm vi video này thì mình không thể hướng dẫn quá chi tiết cái phần đấy được. Các bạn cần phải luyện tập nhiều cái phần đấy. Còn không thì chúng ta cứ vẽ bình thường như kiểu vẽ hình chibi thôi, vẽ nó đơn giản thôi. Hoặc là vẽ mangan ấy thì nó rất dễ. Chứ nếu các bạn tập trung quá nhiều vào khuôn mặt thì sẽ rất mất thời gian và có thể phá hủy cả cái bức tranh của mình khi mà các bạn làm cái việc đấy mà không tốt. Ở cái phần áo con này thì chúng ta sẽ chia ra thành những cái múi như này. Đó, có một cái rãnh ngực ở giữa kia thì đơn giản thôi, vẽ một đường vòng lên là được.
Tiếp theo thì chúng ta sẽ đánh chì một chút như này. Ở cái phần đuôi này thì các bạn chia nó ra thành nhiều phần như này nhé. Quá trình này thì các bạn hãy cứ thoải mái và tự do để chỉnh sửa lại những cái phần mà các bạn vẽ cảm thấy nó chưa ổn, nó chưa mềm mại. Như đây mình chỉnh sửa nhưng mà đúng là hôm nay số đen thật. Cái giấy này nó lại dính ẩm, hơi ẩm ẩm. Thế là mình chỉ có tẩy vài đường nhẹ thôi mà chỗ này nó bị bong giấy lên mất. Đâm ra chỉnh sửa đi, chỉnh sửa lại cái đoạn này, khổ thật. Ở trong cái video này thì hy vọng rằng các bạn đừng đánh giá mình vẽ xấu hay đẹp nhé. Cái chuyện đấy không quan trọng. Vẽ xấu hay đẹp thì các bạn nên tập trung vào cái việc vẽ của bạn xấu hay đẹp. Còn mình thì mình chỉ đơn giản là muốn mang đến một cái cách vẽ nào đấy, một cái điểm bắt đầu để cho các bạn khi muốn vẽ một nàng thiên cá thì trong cái tư thế như này thì sẽ vẽ cái gì đầu tiên, thì mình sẽ đem đến cái hướng dẫn đó cho các bạn. Chứ còn thực tế thì có thể nhiều bạn có dành nhiều thời gian hơn, chỉnh sửa đẹp hơn, có khi vẽ đẹp hơn cả mình. Còn đây thì mình chỉ vẽ cách chung như này thôi để các bạn biết là chúng ta phải bắt đầu từ đâu. Quên mất một cái chi tiết ở phần xương quai xanh này, thì các bạn chú ý là xương quai xanh ở cái phía cái tay mà gần chúng ta này hơn thì cái xương quai xanh này nó sẽ dài hơn, còn cái xương quai xanh ở cái phần tay bên kia thì nó sẽ ngắn hơn một chút như này, bởi vì nó đang ngồi kiểu nghiêng nghiêng ấy. Giờ mình sẽ sử dụng cái bút chì đậm màu này, tối màu này để mình vẽ lại các đường nét. Khi vẽ mái tóc này thì các bạn chú ý là ngoài vẽ những cái nếp tóc này thì những cái đường ở bên trong này, cái nếp ở bên trong mái tóc này các bạn cũng phải thả qua này nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đánh chì một chút ở những cái vị trí này, nó sẽ tối hơn này, bên dưới mông và bên dưới cái phần đuôi ở bên dưới sẽ tối màu này, phần dưới cánh tay này sẽ tối này, những phần này bị khuất sáng thì chúng ta sẽ làm cho nó tối. Ngoài ra các phần khác thì các bạn cũng đánh một lớp chì như này nhé. Cũng đánh một lớp chì phủ này. Còn chỗ nào tối thì chúng ta vẫn nhấn tối bình thường. Cái phần sát với thùy đuôi này, cái đoạn cong cong này thì nó cũng chúng ta vẽ tối màu hơn các bạn nhé. Đó, bên dưới chỗ phần gối này chúng ta cũng vẽ nó tối màu hơn. Đối với các thùy này thì các bạn cũng sẽ vẽ nó có những cái màu sắc khác nhau để làm cho nó nổi bật. Tiếp theo thì ở phần cổ này chúng ta sẽ đánh tối sáng một chút, bởi vì phần bên dưới cằm này nó sẽ tối mà, đúng không các bạn? Nó sẽ khuất sáng. Hai nữa, khi vẽ thì các bạn chú ý là ở phần mà cổ với mặt sát với tóc thì cái phần tóc các bạn tô nó đen rồi nhé, để nó nổi bật cái khuôn mặt của nàng tiên cá lên. Cả cái phần tóc ở gần thân này thì chúng ta cũng tô nó tối màu như này. Đó, các bạn thấy mình tô rất tối, nó sẽ nổi bật lên cái cơ thể của nàng tiên cá. Đối với phía mái tóc này thì chúng ta sẽ vẽ những cái đường như này. Đó, các bạn có thể nhìn thấy mình vạch những cái đường cong này để vẽ những cái sợi tóc. Tất nhiên là mình sẽ không vẽ chi tiết cái tóc này quá, mà mình chỉ hướng dẫn các bạn thôi, chung chung thôi. Các bạn có thể nhìn thấy là mình vạch những cái đường nó uốn lượn theo cái kia kìa, theo cái nếp tóc ở bên ngoài đó, thì từ trong ra ngoài thì cái phần bên trong của mái tóc sẽ tối và bên ngoài sẽ sáng. Phần vách đá thì chúng ta sẽ vẽ một cái điểm khuyết ở đây, thì cái vẽ cái vách đá này khá đơn giản, ngồi trên một cái mỏm đá thì đúng hơn. Thì cái mỏm đá thì cái phần bị khuyết kia thì chúng ta sẽ tô nó tối hơn, thế là được, là thành cái mỏm đá. Ngoài ra thì các bạn có thể trang trí thêm các hoạt cảnh khác, ví dụ như là cây cỏ hoa lá, hay là đang ngồi dưới đáy biển thì có thêm những con cá bơi xung quanh chẳng hạn. Đó, thì chúng ta sẽ làm như vậy. Nói chung thì đến đây thì cái bức tranh nàng tiên cá mình gần như đã xong rồi, thì cũng chả có cái gì để dạy thêm các bạn nữa. Quá trình vẽ nếu các bạn thấy khó thì các bạn hoàn toàn có thể dừng video ở đoạn mà các bạn thấy khó để vẽ theo.
tổng kết lại thì các bạn có thể thấy rằng cái đoạn dựng hình ban đầu, cái đoạn mà mình bảo các bạn đừng rời mắt khỏi đoạn đấy là quan trọng nhất, bởi vì xong cái đoạn đấy là gần như chúng ta đã xong. Do đó các bạn lưu ý cho mình cái đoạn đầu video đấy. Còn trong video thì thực hiện thì cứ theo tuần tự các bước mình nói thì nó cũng dễ thôi. Tất nhiên thì đối với các bạn ban đầu mà vẽ thì có thể khó, nhưng mà một vài lần thì các bạn sẽ vẽ được. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn cái sự quan tâm theo dõi của bạn. Chúc các bạn sẽ có những cái bức tranh đẹp cho riêng mình, hoặc có thể hướng dẫn con cháu các bạn vẽ được những bức tranh đẹp và dễ dàng. Nếu không thích màu chì thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng các màu, các bút màu để các bạn vẽ nhé. Rồi, xin chào, tạm biệt các bạn. Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình tiếp tục ra những cái video tốt hơn nữa. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn.